chị. Đừng đi. Ở lại được không? Để cho em đi đi. Buông em ra. Để cho em đi đi mà. Mẹ nói sao? Mẹ cố tình dứt con ra khỏi Chi. Mẹ đưa con đi du học. Mẹ hứa mẹ tìm Chi. Rồi mẹ không làm. Mẹ có ác với con quá không? Nghĩ sao mẹ đi tìm một đứa căng quái như nó cho con? Hả? Mẹ, sang đây con nói cho mẹ biết, Chi sẽ là vợ của con. Con không bao giờ lấy hắn làm vợ. Mày!